Hai người bạn đồng hành và không giấu. Ừ, vì sao? Vì không bỏ rơi nhau lúc khó khăn đúng không? Dạ. Ừ. Là cái câu chuyện này là con với bạn con sắp ra hay là tự trên mạng? Trong sách đó. Trong sách đó hả? Dạ. Sao nước vì gì thì sao? À, con học lớp 6 thì con ngồi chung bàn với Kim Chi. Ví dụ mà lấy gì không được thì cũng một tay con làm giùm Kim Chi luôn. Trời ơi, đôi bạn cùng tiến luôn ha. À, một tay làm cho Kim Chi hết luôn. Dạ. Ừ. Chiều nay tôi nói là nó xài cái tấm 250 lẻ. 250 lẻ 250 ngàn á. Sao con giữ đi mà được con? Không, như chị xài rồi. Để nó xong giữ hết này đi. Cái này nè. Chú giữ giùm đi. Trời. Rồi đặng nữa chú gửi cho cháu. Rồi chào Chi. Chú chào Chi. Chào con. Chào con gái. À, con tên gì? Dạ con là Thảo, bạn của bạn Kim Chi. Bạn học chung lớp với Kim Chi ha. Dạ. Chiều nay mình không có học nên mình học nhóm đúng không? Dạ. Đó Chi, chào coi chú coi viết chữ rồi. Trời ơi. Viết đi. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Chữ đẹp dữ vậy. Ai dạy với chữ đẹp dữ vậy Chi? Không có dạy. Con đang học môn gì á? Ngữ văn. Ngữ văn hả? Viết về cái gì? Ôn tập. Tụi con viết ôn tập. Ôn tập hả? Nay nội có đưa con đi học không? Dạ có. Con không kiếm gì gần lên đây nè nè. Gần lên gì để cái tờ giấy nó bay. Có nhà mới học cảm thấy là vui hơn không Chi? Dạ vui. Vui sao nói chú nghe chứ? Không biết nữa hả? Bạn học giỏi không Thảo? Dạ giỏi. Giỏi hả? Trời ơi, cái tay viết quá trời đẹp luôn. À, hôm trước thì cô Vân cũng nói là mua cho bé Kim Chi một cái bàn học lớn, nhưng mà bé Kim Chi là ngồi học cái bàn học này là cũng vừa rồi. Ừ. Bàn lớn quá thì con ngồi không vừa đúng không Chi? Dạ. Cái bàn cái này kê mấy cái gối lên ha. Rồi sáng nay bà nội đưa đi học. Dạ. Thầy con có hỏi gì không? Dạ. Không hả? Rồi viết chữ đều ghê ha. Ừ. Con viết văn về cái gì á Chi? Ôn tập. Ôn tập hả? Rồi sao có điện thoại đó nữa? Trên mạng. Trên mạng trời, biết học từ trên mạng luôn. Giỏi vậy. Ai chỉ con tra trên mạng để học? Con tự học. Con tự học hả? Có cần máy tính không hay là điện thoại là được rồi? Điện thoại là được rồi. Có biết máy tính không? Dạ biết. Mà sao không cần điện thoại, không cần máy tính? Người ta cho con rồi. Cái điện thoại này ai cho? Hồi thì đó người ta cho. À hồi đó trường cho đúng không? Dạ. Rồi bây giờ là chỉ tra trên điện thoại thôi chứ không có tra trên máy tính, vì không có máy tính. Đúng không? Dạ. Bạn học ở trên lớp như thế nào? Thảo nói cho chú nghe với Thảo. Dạ, bạn ngồi ở đầu bàn học nghiêm túc, không có nói chuyện. Ừ. Không giỡn gì trên. Vậy hả? Dạ. Còn con? Dạ, con ngồi cách một bạn xong rồi mới thấy Kim Chi. Ừ, con ngồi sau lưng ha? Dạ, con ngồi cũng ngồi bàn ngang bạn đó. À, cũng chung bàn luôn đúng không? Dạ. Ngang hàng. Dạ, ngang hàng chứ không có chung bàn. Ừ. Bạn học giỏi dữ không? Dạ, giỏi. Giỏi học, hả? Học ai cũng khen. Bạn học giỏi môn gì nhất? Dạ, Kim Chi giỏi ngữ văn. Giỏi ngữ văn? Dạ. À. Kim Chi soạn bài hay á. Soạn bài hay lắm hả? Dạ. Soạn sao? Nói chú nghe với được không? Dạ, tại vì Kim Chi lúc nào cũng soạn bài trước hết cho mấy bạn luôn. Người ta học tới đâu thì mới soạn tới giác, Kim Chi thì soạn trước 2-3 bài luôn. Ôi trời ơi, sao dọn soạn trước chứ vậy? Dạ, chắc tại bọn nó xuyên. Còn toán thì bạn nó học sao? Dạ, cũng giỏi. Ừ. Kim Chi tính rất là nhanh luôn. Tính nhanh lắm hả? Dạ. À. Có, nếu mà bài khó thì Kim Chi hỏi cô chứ không có giấu. Không có giấu ha? Dạ. À, cô thường kêu Kim Chi phát biểu không? Dạ cũng ít, tại vì Kim Chi làm việc nhờ
nhiều quá thì Kim Chi hơi mệt, cho nên là cô ít kêu phát biểu. Có khi lâu lâu thì mấy cô có khi Kim Chi đọc bài hoặc là câu hỏi thôi. Ừ. Còn môn mỹ thuật thì con thấy Kim Chi như thế nào? Dạ dễ đẹp. Dạ đẹp ha. Dạ. Dễ dễ thương. Dễ dễ thương. Chi thích vẽ dễ gì nhất Chi? Con vẽ nhiều hơn. Con có còn cái tác phẩm nào để nhà không? Dạ không. Dạ vẽ xong thì cô thu bài lại trường hết rồi, không có đem vẽ. À. Con thấy nhà Kim Chi có nhà mới thì như thế nào? Dạ, Kim Chi có nhà mới thì nó khỏe. Tại vì lúc đầu thì con nghe bạn là Kim Chi nói là nhà Kim Chi bị dột. À. Thì con nghĩ là dột với cầu chỉnh của Kim Chi như vậy thì nó sẽ rất là khó khăn. À. Cho nên là bạn có nhà mới thì con cũng mừng giùm bạn thôi chứ không có gì chứ. À. Lúc mà nhà bạn dột thì con có thường lại nhà bạn không? Dạ không, tại vì lúc đó là nhà con cũng đang có công chuyện nhiều cho nên là con không có đi đâu được chứ. Vậy ha. Bây giờ là lại thăm bạn, chơi với bạn nhiều. Dạ. Nhà con xong công việc rồi. Dạ. À, ở trong lớp là con thương Kim Chi dữ không? Dạ, hai đứa chơi lúc học lớp 6 là bắt đầu thân rồi. Ừ. Thân tới bây giờ luôn. À, mỗi lần mà bạn thấy khát nước vì gì thì sao? À, con học lớp 6 thì con học lớp 6 thì con ngồi chung bàn với Kim Chi. Kim Chi ví dụ mà lấy gì không được thì cũng một tay con làm giùm Kim Chi luôn. Trời ơi, đôi bạn cùng tiến luôn ha. À, một tay làm cho Kim Chi hết luôn. Dạ. Ừ. Chiều nay là ai ngủ con học nhóm? Dạ là sáng con ngủ Kim Chi trước rồi chiều con qua nhà Kim Chi. Con nói là sao? Dạ sáng thì con ngủ là chiều nay vẫn chừng 1 giờ rưỡi mình qua nhà bạn học chung nha. Thế nó được là chiều con xách chân con qua đây luôn. À. Thì mà lúc trước thì con có ngại rủ bạn lại nhà không Kim Chi? Dạ có. Ngại sao nói chú nghe được không? Không, không biết. Con không biết. Bạn có ngại rủ bạn lại nhà không Thảo? Dạ có, lúc mà bạn ít chủ động rủ con lại nhà lắm. Ừ. Có mình anh con chủ động lại nhà. À, với lại chắc bạn cũng ngại ngại vì nhà mình dột đúng không? Ừ. Dạ, vậy. Rồi hai bạn là chỉ có cái điện thoại này thôi hả? Dạ, điện thoại của Kim Chi, điện thoại con sạc xong rồi con để quên nhà, không có đèn. Còn Kim Chi là cái điện thoại này lúc là thầy cô trong trường tặng học online mùa dịch nè, đúng không? Dạ. Bây giờ con còn giữ lại, đúng không? Dạ. À, chỉ có cái điện thoại nhỏ xíu thì con có thấy đường được không? Dạ thấy. Ừ. Chiều nay học nhóm đến mấy giờ mới xong Kim Chi? Dạ 3 giờ, con hẹn đúng 3 giờ con về. 3 giờ con về. Dạ. Ngủ ở đây thì sao Kim Chi ơi? Dạ. Ngủ đây ngon không? Dạ ngon. Ngon sao nói chú nghe được không? Ngon. Ngon lắm. Hôm nay tình cờ thì Bùi Hồ với lại anh Một Đồng quay trở về đây tính thông báo cho ông bà nội một cái tin vui. Tuy nhiên thì bất ngờ gặp là hai bạn đang ngồi học nhóm nên chia sẻ cái hình ảnh này luôn. Đó, chứ không phải là cái gì ở đây rất là tình cờ luôn á cô bác anh chị. Và cái bàn này là bà nội Kim Chi mới mua từ hôm qua đúng không Kim Chi? Dạ. À, Bùi Hồ nội, cô Vân nói là thôi mua cho bé Kim Chi một cái bàn. Thì bà nội là tức tốc mua ngay vì rất thương cháu mình mà. Không ngủ trưa mà sao mình học ở Kim Chi? Con quen mà. Con quen rồi hả? Mình có bao giờ mình ước mình có một cái máy tính cho nó bự bự hơn không ta? Hồi đó ta cho con rồi. Cho con máy tính rồi. Rồi máy tính đâu? Nội cấp. Mà máy tính con xài được không? Dạ được. Được hả? Chữ đó chữ gì vậy Kim Chi? Chữ con đang viết á. Nhau. Đâu đọc dòng thử cho chú nghe coi. Những người bạn xấu không bỏ rơi nhau nha lúc khó khăn. Rồi đọc từ bên kia kìa. Cái câu số 3 hay kìa. Trong hai chuyện này em thích chuyện hai người bạn đồng hành là con dấu, vì nó đã đưa đến bài học quý giá về tình bạn. Ừ. Những người bạn tốt không bỏ rơi nhau lúc khó khăn. Ừ, người ta hỏi gì mà mình trả lời đó vậy? Trong hai chuyện người bạn đồng hành và con gấu, chó sói và chim con, em thích chuyện nào hơn vì sao? Ê, em thích chuyện gì, con thích chuyện nào hơn? Hai người bạn đồng hành và con gấu. Ừ, vì sao? Vì không bỏ rơi nhau lúc khó khăn đúng không? Dạ. Ừ. Là cái câu chuyện này là con với bạn con sắp ra hay là tự trên mạng? Trong sách đó. Trong sách đó hả? Dạ. Sao chú thấy giống hai người bạn đồng hành với cái con gấu nữa nè.
là con gấu nữa nè. Ờ sao giống quá vậy? Con này là con gì? Con bò. Con bò. Chú một đồng đây, chú một đồng con bò mà chú một đồng nó con gấu. Dễ thương dữ. Ờ cái đèn này sao con không có cái đèn học không Kim Chi? Dạ. Con không có cái đèn học sao mà đèn này tối như vậy? Dạ không. Con có bóng chưa? Bạn Kim Chi có nói ước muốn là học lớn lên làm gì không Thảo? Con không biết nữa. À. Có hai đứa đi học cải chuyện sạn thì có, nhưng mà cải chuyện ước muốn thì không. Cải chuyện sạn là cải chuyện gì? Kiểu như mấy chuyện chơi game hay là coi trên mạng cái gì vui thì lên trường gửi cho nhau nghe. À, còn cái chuyện ước muốn mày chưa nghĩ tới đúng không? Dạ chưa, học là quan trọng. Học là quan trọng nhất. À, năm vừa rồi thì con hạng mấy? Dạ năm vừa rồi thì con học chưa có tốt môn ngữ văn nên là con chỉ được hạng khá thôi. Ừ, còn bạn Kim Chi? Dạ học tốt nên là được hạng giỏi. Hạng giỏi ha. Kim Chi là được hạng giỏi, được lãnh nhiều tập không? Dạ 20 cuốn. 20 cuốn, còn bạn được hạng khá. Là môn văn con mấy phải Kim Chi? Con không có nói nha. Con không có nói hả? Dạ. Ui. Chứ chắc mấy phai nhà sao kìa chứ. Có ai khen là con học giỏi không? Có. Thôi bây giờ hai con học đi ha. Dạ. Ê, chú làm phiền hai con rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ với Mộc Đồng đang có mặt tại Quyền Dị Thủy của tỉnh Hậu Giang. Và đây là hình ảnh một người đàn chồng rất là tuyệt vời cô bác quý anh chị. Thậm chí là qua đăng đoạn clip thì rất là nhiều cô bác anh chị nói là ô bộ cổ, còn chú còn một người đàn ông như thế này trên đời nữa sao. Vừa đến đây thì để quay lại hình ảnh bé Kim Chi đang học thì cô chú lật đật hái một cái trái dừa. Chú ơi, dạ. Hôm qua ngủ sao, hai ngày nay ngủ sao rồi? Dạ, hôm nay hai đêm nay này ngủ thấy ngon chú ơi. Dạ. Bây giờ không còn để lo cái vụ mà tát nước trong dưới cái nền nhà nữa, thành thử giờ ngoài trong đi im ấm mà giờ là ngủ ngon rồi. Dạ ngủ ngon rồi ha. Dạ. Hôm nay ngủ mấy giờ mới thức? Sáng ngủ cũng nói thì ngủ ngon thì có ngon mà cũng phải tranh thủ hôm thức cỡ 2 giờ. Mười giờ mấy ngủ rồi tới 2 giờ thức. Ủa sao thức sớm vậy? 2 giờ thức lặt rau đặng giao cho người ta. À đi chợ. Mấy giờ hái mà 2 giờ thức rồi? Giấc chiều hái rồi. Giấc chiều hái vô rồi lặt cho tới 10 giờ không rồi. Rồi thôi thế vậy đem dẹp đặng cho bé nó ngủ đặng khi nó sáng đi học sớm. Để mà bà nó thức hoài nó cũng thức hoài nó không cho ngủ. Rồi hôm vô ngủ rồi tới 2 giờ tôi bả chung ra đi ra mà lặt rau tiếp mà bó sáng đem giao cho tao. Vậy là hết lo này lo kia khỏe rồi. Dạ. Giờ cái nhà thì giờ không còn lo nữa. Giờ để lo cái ở bề ngoài để kiếm tiền đặng mình sống hàng ngày. Mình có đi uống cà phê chưa chú? Dạ chưa chú ơi. Có tiền đi uống cà phê đi. Thôi hồi nào giờ nó quen vậy rồi. Dạ. Bây giờ hồi nào giờ là nó quen vậy rồi. Giờ có hay là không có thì cũng vậy thôi. Chưa cho cô chia cho miếng đi uống cà phê đâu. Dạ không. Sao không? Bây giờ quen rồi chú ơi. Mua uống ở nhà chứ không có đi quán xá. Dạ. Chú nói là mùa này á là chú phải đi kéo côn hoặc là giăng lưới. Dạ. Thường là mình kéo côn lâu không? Lâu hừng trong sáng đi. Dạ. Kiếm đồng tiền cũng cực khổ ha. Dạ. Người dân ở miền Tây á đa số là cũng sống với người nghề sông nước quen rồi. Đem dạ. tay lưới hoặc là đem côn vô đồng đẩy kiếm cá để mà ăn. Dạ. Đó là cuộc sống hàng ngày của chú mà. À, thưa ơi, cô bác của anh chị nè, cũng có nhiều cô bác của anh chị là góp ý về cái việc mà treo cái hình thờ của ông bà hả lên cao quá, thì tại vì chắc mấy ngày nay cũng bận bịu quá ha chú ha. Dạ. Dạ. Thôi bây giờ vô đây đi chú, nhà của chú có một cái tủ lạnh nè, thì khỏi mua tủ lạnh là này là cũ hay sao chú? Cái tủ lạnh cũ rồi. Dạ. Lúc đó mình mua nhiêu tiền? Này đợt đó bả mua tôi cũng không cần á. Dạ. Bà ơi,
chú hỏi cái tủ này hồi đó bà mua nhiêu vậy? Mà lâu giờ đó mua cái tủ cũ của người ta trên á, là cô mấy cô giáo tính lại cho là một người 500 nghìn, là tủ này chịu rồi. À, cô có chia sẻ nhớ rồi. À, là mấy cô ở nhà trường cho. À, mấy cô ở nhà trường cho mà mua cái tủ cũ của ở đâu bên kia á, người ta sắm người ta mua người ta hùng lại rồi ta cho. Sáng nay mình ăn cơm gì cô? Mấy chú làm tôi ba cái đồ cụ của hổng, tôi kéo ra tôi ăn hồi qua nay rồi tính nói với mấy chú thợ thường tôi đi chứ cắt nhà xong mà từ sáng cho tới chiều tới khuya luôn, khách quá trời luôn. Khách dữ lắm hả? Ừ, khách quá trời khách luôn, không mặn mụn gì đâu hết trơn luôn á. Thương bà nội lắm, là mua cho Kim Chi cái bàn hôm trước buổi hồ điện, là cô Văn nói là không có cái bàn nhỏ nhỏ đó. Cô mua nhiêu cái bàn đó, nhiêu tiền? À, nói cũng quên nói với mấy chú. À, cái bàn đó là qua con khỉ nó mua đó, rồi cái tiệm mà giờ mấy chú mua đồ đó ha, rồi cái cô đó cổ tặng luôn. Tặng luôn ha? Tặng luôn, không có lấy tiền. Dạ. Cái cô đó nói vậy đó, để 11 nói với cái mấy chú, 11 cái chú có quà này, nói với mấy chú là cô tặng cái bàn. Dạ. À, cái lỗ tai cô hơi yếu đó, cô để mai có thể đi khám để đeo cái trợ thính vô hả cô? Gắn cái trợ thính vô. Tôi tính thấy gì tiền bạc đồ này kia nọ tốn kém quá mấy chú ơi. Mình gắn cái trợ thính đó là để mình nghe nó cho nó rõ hơn thôi. Tại mình bây giờ cô bị lãng tai rồi, đôi khi ra đường nhiều khi đi ngoài đường chạy xe đạp rồi xe người ta phía sau cô không nghe đồ gì nó cũng khó lắm. Đã bóp kèm mình không nghe đó ha. Dạ đúng rồi, mình phải đeo cái đó vô. Bốn bữa mấy bữa làm nhà đó, ngày hôm qua là hết nghe vậy chân luôn, quay nó gì cũng nghe chân nè, người ta giận trong ngoài người ta đi luôn. Dạ. Chứ giờ không nghe sao trả lời chú. Dạ. Có hồi hôm có mấy chú đó đi. Thì tôi cũng quên đi chứ hồi tôi kêu qua cái chú đó mà nếu mà có bác cái list này á, chú đó nghe thì chú đó điện liên lạc qua chú Hồ chứ chị đâu có biết là tài khoản, là chú hỏi tài khoản mà chị không có biết cái đó, điện thoại chị còn không biết xài nữa, làm gì biết cái tài khoản. Rồi là cái gì gì đó, tài khoản ngân hàng gì nó không quá à, chị không biết không biết gì. Cái chú nó có nghe thì nói ra, nó giùm nó họ hôm đi rồi lo khách cứ cái quay qua bó dao rồi lần kháng dao cho người ta cái quên đi. Có tiền rồi, có nhà rồi, cũng giao gao đều đặn hàng ngày. Chứ cũng mặc tiền á, thì để dành cho Kim Chi. Để dành đó để cho mấy chú gửi cho Kim Chi, còn chị không có giữ cái số tiền lớn quá được. Cô còn giữ tiền đó đúng không? Đúng. Ngày mai này con sẽ chở cho cô đi gửi tiền ngân hàng, làm sổ cho Kim Chi. Để cô giữ cái sổ ngân hàng đó cho nó tiền ha. Được không? Được. Rồi, gửi tiết kiệm đó cô. Chị không có giữ được mấy chú ơi. Bây giờ mặn như mình ăn như hồi đó, giờ có nhà rồi là không còn lo cái tiết kiệm tiền để mà cất nhà nữa. Chỉ lo nhiêu ăn nhiêu là quá khỏe rồi, quá mừng rồi. Nhà là mưa là không có lo dột nữa. Không lo dột, bây giờ lo khách. Ăn sáng nay là ăn cơm gì cô? Thịt kho còn hổm vậy đó, rồi kéo ra ăn với đậu bắp luộc. Rồi buổi chiều nay chị nấu cho mấy chú một bữa cơm. Bữa cơm gì đó? Tính là để coi mua cá để nấu canh chua cá lóc, chứ nấu canh chua mình xuống đi. Chiều nay có việc rồi, ngày mai tụi con qua cô. Ở nhà mình có chi dùng đó đi, tụi con có việc ngay tại vị Thanh á. Nên hành nữ là có chi dùng đó đi, mình bày ra nữa nó tốn kém. Hôm nay là ghé thăm cô để ngày mai này đi làm sổ tiết kiệm với cô. Mà không ngờ gặp hình ảnh bé Kim Chi đang học bài với bạn thấy cũng vui vui. Đó nhỏ đó qua đây 2 bữa rồi đó. Rồi đó giờ đâu qua đâu. Học chung nhau 2 năm rồi đó mới qua đó. Bạn thân lắm hả? Thân lắm, sắp qua đi rồi cầm đồ là với bà đưa con cầm tiếp. Dễ thương lắm. Nghe bạn Thảo nói cũng hỗ trợ Kim Chi cũng nhiều trong lúc học hành. Giúp đỡ Chi cũng nhiều lắm. Mà người ta còn có cái phúc là người ta có cha, có mẹ, có ông nội, bà nội đầy đủ.
người ấy chứ người ta còn có thứ hơn chi. Đó mình ăn chứ. Thì tính là mời chiều chú ở lại ăn bữa cơm canh chua cá lóc đồng. Dạ được rồi cô. À, hôm nay tụi con đến đây để thông báo cho cô có một chị Mạnh Thường Quân vừa gửi cho bé Kim Chi 20 triệu. Chị làm mấy chú giữ giùm đi. Không, con làm sổ tiết kiệm hết luôn, con giữ ngày mai chở cô đi. Chứ chị không dám, thiệt tình nước mắt rớt, thấy không dám giữ đâu. Thì tối ngày rồi bỏ cháu nhà nữa. Dạ. Rồi cái đó đi, rồi sau này á chị có theo ông cái bà là có gì cháu nó cũng còn cái đó để nuôi là tấm thân. Chứ để cho mình nó được đông đó nó rồi sao cháu mình lấy gì nữa sao? Nó hoàn không được, nó đi không được nữa. Rồi ôi được cái mừng dữ lắm luôn mấy chú ơi, là không biết lo rồi là cháu mình nó sống sao nữa. Mình nhiều khi trăm tuổi già nằm xuống đây rồi không biết cháu mình không, mình làm không ra tiền để lại cho cháu rồi không biết cháu mình sống sao nữa. Bây giờ như vậy là vui rồi, chắc sống thêm. Ví dụ ngàn tuổi thọ mà 60 là chắc thêm được mấy năm nữa, 10 năm nữa. Chú có một Mạnh Thường Quân á, là anh Lê Quang Nhiêu đã hỗ trợ 20 triệu đó. Thì anh Nhiêu nói là vài bữa chở bé Chi đi khám bệnh coi như thế nào nữa. Dạ. Dạ, 20 triệu là hôm trước là Bùi Hồ có công bố rồi đó cô bác anh chị, còn dư được mấy triệu đó. Dạ. Dạ, thì vài bữa cho bà cháu đi khám bệnh coi như thế nào một lần ha. Bây giờ nha, bữa nay cho tôi gửi số tiền đó lại cho chú dùm đi. Số tiền nào? Số tiền bữa hổng đưa giao nhà đó. À. Hồi sợ quá. Sợ quá. Ừ. Đưa đây con giữ cho, ngày mai mình đi làm sổ tiết kiệm. Chứ bây giờ cô rất là sợ. Trời ơi, mấy chú hả là cha của Kim Chi đó. Dạ. Chú. Dạ. Sao rồi, giờ ngày mai có được một người cô tặng cho Kim Chi 20 triệu nữa thì chú cảm thấy sao? Trời ơi, quá trời mừng rồi chú ơi, giờ không biết đường nào mà để tả nữa nè. Hết biết mừng luôn rồi. Vì cái nhà không chưa có hết mừng nữa là tới cho tiền nữa là thôi hút cái mừng luôn rồi. Trời trời, ba cắt ở đâu mà hổ tủ? Để đầu tủ đó. Để đầu tủ đó. Trời trời. Giờ chúng cho ác nữa. Giờ chúng cho ác. Chưa. Bả hờ hợt vậy đó. Bả giục đồ này giục đồ kia mà mới đâu rồi, cái tiền cắt đâu rồi. Bỏ rồi giờ không biết đừng kiếm luôn. Có chưa chú? Chưa. Chị thấy chị phá rồi để đâu không? Để được đủ 3 4 cái đó đó. Ngồi chú. Dạ. Nhiêu nhiêu tiền? Tiền anh lấy xài rồi chút. Nhiêu? 250. Gì 250? 250 ngàn lẻ đó. Dạ, xài được 250, còn cái số này cái thì cái chẵn này để vô. Nguyên. Ừ. Xin coi, con đếm ngay qua đây chút. Dạ, 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 chưa đi lại coi, mày thấy không? Vậy là ý vợ tôi nó nói là nó xài cái tấm 250 lẻ. 250 lẻ 250 ngàn á. Sao cô không giữ đi mà được con? Không, giờ chỉ xài rồi. Ý nó xong giữ hết này đây. Này không, chú giữ giùm đi. Trời. Rồi đặng nữa chú gửi cho cháu. Tôi mà lỡ làm mất cái là tôi chết luôn theo nó đó. Thiệt. Tại bây giờ á là mình còn làm được. Này 18 triệu cô bác anh chị. Hôm trước là Bùi Hồ giao cho cô là 18 triệu 250 nghìn thì cô sử dụng, cô nói đưa 18 triệu này là không để ngoài xài. Không sao. Thôi bây giờ như thế này nè. Không. Giờ chú cắt hết, chú gửi thôi. Gửi cho chị để đó rồi gửi cho Kim Chi hết đi. Rồi chị kiếm tiền xài nhiêu. Nói chung ra bằng rau móc móc xài được. Ừ. Nói chung ra là bây giờ là anh với chị còn mừng được. Nhưng mà bây giờ trong túi còn tiền không?
còn không chú cho còn chịu nữa. Trời ơi. Chịu gắn wifi nè. Gắn wifi còn chịu nữa, tiền đâu trả wifi. Thì trả đó đi rồi, rồi làm kiếm tiếp. Trời ơi, cái dạng mà kiếm tiếp chứ. Cá thì tôi kiếm ăn. Con bỏ cái này vô tài khoản ngân hàng là không có lấy ra được. Dạ dạ đúng rồi. Ý tôi nói như là không có để ra lấy ra xài nữa đó. Không có lấy để ra xài nữa. Bây giờ mấy chú cứ giữ nguyên đó đi. Rồi chị lắc ô như hồi đó, tới bây giờ đã có nhà rồi, bây giờ phải mình lắc mang xài. Con để này vô ngân hàng hết là cô chú gói loạn tiền xài luôn á. Không có gói đâu, lâu lâu chú thăm tôi lần, không lẽ không có 1-2 triệu cho chị xài sao? Trời ơi trời. Nói vậy cho chú gồng trời. À, thật ra thì cái công việc này không phải là mấy anh em mình đến đây để làm cái nhiệm vụ này nha, biết bà con cô bác thì hay sớm cô chú giữ tiền ở trong nhà thì rất là sợ. Bỏ quên cái chìa khóa mà lính quýnh hết trơn, chú ông lo rầu là sợ không biết dở ra còn tiền trong đó hay không nữa nè. Ở sớm đó thấy lính quýnh hết trơn rồi, bây giờ thì thưa ơi cô bác với anh chị á, là Bùi Hồ nhận được một sự ủng hộ từ chị ở Mỹ, ngày mai Bùi Hồ sẽ công bố, gửi cho bé Kim Chi 20 triệu để gửi sổ tiết kiệm. Còn cái số tiền này á thì các anh em á không có muốn lấy ra để cho cô chú sinh hoạt hay là lo chuyện này chuyện kia, mà bây giờ cô kêu là giao hết luôn để ngày mai bỏ vô hết sổ cho Kim Chi luôn đó. Thì bây giờ là Bùi Hồ dự định á là ở đây là 18 triệu, một chị kia 20 triệu, một chị 20 triệu nữa là 38 triệu. Thì Bùi Hồ dự định là bỏ 35 triệu, còn 3 triệu để tiền xây sở ở bên ngoài để cho gửi kỳ hạn 1 năm hay 2 năm gì đó. Thì chắc như vậy nó hợp lý hơn đúng không anh Bộc Đồng? Đúng rồi. Bây giờ cô á, cô giữ lại 3 triệu con ở ngoài đi. Có mua đồ mua đạc này nọ trong nhà, trong gia đình mình còn thiếu cái gì đó thì không, mình mua vô không, thêm. Không mua gì nữa chứ, bây giờ mấy chú cứ mà làm ơn cho chị đi. Làm ơn cho chị gửi hết đi, rồi từ từ, ví dụ như giờ chị có mần thêm có nhà rồi phải không? Anh chị mần là thêm nữa, có dư tích lũy thêm nữa đặng mấy chú có trở lại thăm Kim Chi thì đặng chị gửi thêm nữa, đặng có nhiều gửi thêm. Trời ơi. Chứ không có xài nữa. Chị bảo đảm. Ý của chú thì sao? Đó thì bà nói rồi đó. Chị bảo đảm là có nhà rồi là ăn là lo, chị lo được. Bây giờ lo khám bệnh cho cháu nè, làm cái tay trợ thính cho cô nè. Thì bỏ 3 triệu này ra đi. Thì bỏ 3 triệu này ra để ngày mai con lo chuyện đó cho cô cầm đi. Đi khám bệnh. Đi gửi hết cho chị đi. Rồi tiền đâu đi khám bệnh? Chưa đi đâu. Thì mai đi luôn. Đâu, nhìn tư đi. Chú không có chú giữ luôn, ngày mai đi chú chi? Sao anh một đồng? Thôi bây giờ nếu mà cô sợ như vậy thì em cứ giữ, thì ngày mai mình đi khám bệnh cho Kim Chi. Thì mình làm luôn cái gì đó thì còn bao nhiêu mình gửi vô. Sao cô... Thì còn chỉ còn ít, chỉ bỏ thêm. Đâu lấy ra còn con coi. Còn triệu. Đâu triệu đâu, vô wifi triệu. Hết nhiêu rồi. Còn triệu với này mấy trăm nữa, còn triệu không chứ mở túi. Mấy lãnh lương chắc. Lãnh lương mượn bé Kim Chi á. Dạ, mua đồ đồng vòng còn đó 300 à. 400 mấy. Hả? Hỏi tên bé là Kim Chi đi anh. 300 mấy. Ô, cũng gần 400. Không sao, nhiêu tiền đây là ấm lắm rồi. Chứ thường thường một ngày của chị bán rau với đưa bé đi học luôn á, là có thể là còn lại một ngày 10 ngàn hoặc 15 ngàn. Sau khi đó hết gạo đi mua gạo, chị để dành đó rồi hết. Ở nhà còn gạo không? Còn gạo không? Còn nhiều không cô? Còn khoảng 15 kg nữa. 15 kg được rồi. Ăn hết mua thêm. Ăn hết cái đó là ta có, ta cho, ta không cho nữa mình mua thêm. Thông tin sao đây là anh thấy là gói loạn rồi. Vợ chồng của cô là lần đầu tiên luôn đó, tiền mà không giữ mà đi giao lại cho em giữ thật. sao tin tưởng con như vậy? Sáng tin trời ơi, người dân nước lã mà người ta đến với mình có 4 nhà nha. Ta cho mình cái nhà bộ đầy đủ hết trơn, nhà cửa rồi lớp nào lo cho ăn uống này kia nọ nữa gì đây, rồi còn gì nó không tin chú. Chứ nếu mà mấy chú người gian hoặc mấy chú lừa đảo, mấy chú đâu đến đây cất nhà cho chị phải không?
đâu có lo từ chút được chút với gia đình chị. Hôm nay anh em trở lại đây để thay mặt cho chị gửi làm sổ tiết kiệm chỉ 20 triệu thôi. Bùi Hồ dự tính là như vậy. Nhưng mà bây giờ trước mắt á, thì cô yêu cầu Bùi Hồ giữ 18 triệu này. Để ngày mai á, thì Bùi Hồ chắc có lẽ là sẽ gửi cho cô là 35 triệu. Sổ tiết kiệm 35 triệu trong thời hạn 2 năm. 2 năm đi, tại vì 1 năm thì nó sẽ rất là mau. Nên là nữ làm một cái sổ tiết kiệm 2 năm còn 3 triệu ở ngoài đó. Thì ở trong đây có cái phần của anh Lê Quang Nhiêu nữa. Nên là nữ là sẽ làm cái lợi trợ thính cho cô á. Cái đó cần thiết lắm. Với lại khám bệnh cho Kim Chi thử như thế nào thôi cô bác anh chị. Thì con giữ cô 18 triệu. Ngày mai con dẫn cô đi làm sổ tiết kiệm 35 triệu. Cô đi với con ha. Được không? Gặp ở thành phố Vị Thanh. Dạ. Thì ở đây là cái dự tính là ngoài bắt điện thoại của Bùi Hồ chứ không phải đến đây để mà giữ tiền cho cô nha cô bác anh chị. Một lần nữa thông tin là trời ơi, chào cho chị nói một câu hen, chú điện với nó chú hoài, chị mừng muốn chết trong hoài từ sớm giờ. Giữ này lo không? Giữ tiền này cho chú giữ giùm. Giữ này lo không con? Lo. Đó, bà lo, bà mới chăm chú riết qua đó. Ngủ không được. Nói vậy chứ nhà mình vậy chứ không có kính đâu chú. Nè, vậy cô chú giữ đi. Thôi. Nè. Không được, không được. Giữ đi uống cà phê đi. Tao gọi gọi. Dạ, rồi rồi chú, uống cà phê thôi. Nặng lắm. Nặng lắm. Nè. Không dám. Nè, chú đi uống cà phê đi. Trời ơi. Một nhà không giữ dễ gì. Thương ghê, lần đầu tiên trong đời thấy vậy luôn á. Bé Kim Chi cũng còn tháng lương là 720. Hôm nay đến nhà của cô chú rất là bất ngờ. Bất ngờ quay lại được hình ảnh của bé Kim Chi học nhóm với bạn của mình. Cũng thấy cũng vui vui, có nơi ấm cúng như thế này. Bất ngờ hôm nữa là cô lại đưa một cọc tiền đúng 18 triệu này để mà cho Bùi Hồ gửi sổ tiết kiệm giùm. Ngày mai làm sổ tiết kiệm cho cô, đem giấy chứng minh, đem căn cước theo. Có căn cước không? Có. Đem căn cước theo để con làm cho nó nhanh ha. Rồi tạm thời thông tin đến cô bác của chị là làm sổ tiết kiệm 15 triệu. Còn 3 triệu còn lại sẽ khám bệnh cho, đeo ấy trợ thính cho cô. Với lại coi xoay sở gì cho bé Kim Chi. Còn bây giờ thôi chắc có lẽ là anh em sẽ kết thúc clip ở tại đây. Cô cứ ở nhà mình còn gì mình cứ dùng ở trong nhà đi, anh em của tụi con đến đây á để thăm người để làm sổ tiết kiệm cho cô, mà đây là một cái trong những cái ngoài dự tính của các anh em luôn á cô bác anh chị. Thật ra là cô không muốn giữ tiền này của cô chú anh chị, không hỏi một đồng nào luôn á nha. Con không hỏi cô đâu, tự nhiên hai vợ chồng mở tủ ra lấy tiền đưa mình luôn trời. Giữ cho giáo như sao này chứ chị giữ biết có được còn không. Thôi vậy con tạm thời còn giữ cho cô an tâm. Chứ cô chú thấy cô giữ tiền nhiều, cô chú cũng lo. Chú rồi, mấy chú về tôi mới thấy cảnh như quạnh của tôi rồi á là không biết cái số tiền này giữ đây rồi có sao nữa. Mình thì đi tối ngày. Đó. Hình thử là ngày mai có một cọc tiền luôn. Tối ngày cũng phải bư vào để sống chứ đâu phải mạnh thường quân lo ở nhà đi ăn chơi. Không có được. Sao không đi ăn chơi? Không. Không đi ăn chơi đâu có được. Dạ. Bây giờ nhờ cô chú Mạnh Thường Quân gần xa giúp đỡ đó để cho bé sau này bé có cuộc sống tốt hơn thôi. Rồi anh với chị giờ làm nổi, làm để sống này đất y gan như ngày cũ. Mà đỡ vất vả là đỡ lo, đỡ tâm chút, đặng mình sống dài thêm 10 năm nữa để lo cho cháu. Thương ghê không? Cô bác anh chị thấy đây là một trong những hoàn cảnh đáng giúp thật sự không? Đúng là đáng giúp. Và đến thời điểm bây giờ Bùi Hồ cũng cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được thay mặt quý Mạnh Thường Quân chia sẻ những cái khó khăn như thế này. Và không có quý Mạnh Thường Quân thì chắc có lẽ là anh em sẽ không làm được cái chuyện này đâu. Thì rất mong cô bác anh chị Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe, luôn làm ăn phát đạt. Và cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đã quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn và đã tin tưởng anh em mình để gửi những cái yêu thương của cô chú anh chị đến những cái hoàn cảnh này. Còn bây giờ thì chắc có lẽ anh em sẽ kết thúc clip tại đây, bây giờ cũng chiều mới chạy từ Cà Mau về luôn để xem cắt nhà cô bé Tú á, chạy về đây thì để làm cái công việc này gấp nè, hơn 100 km. Bây giờ cũng lỗ mũi bây giờ nó bị bít chịch lại luôn rồi, nên là nở cái giọng nó hơi bị khó nghe, mong cô bác anh chị thông cảm. Lần nữa thì xin chúc cô chú anh chị Mạnh Thường Quân sức khỏe dồi dào, thanh tâm an lạc, và đợi xem video clip sau, clip gửi tiền tiết kiệm và đi khám bệnh cho
bà nội ha. Dạ.